Trong thời đại phát triển của nền kinh tế xã hội, cùng với sự bùng nổ của mọi ngành nghề, lĩnh vực là nhu cầu về chất lượng cuộc sống với mong muốn không ngừng được cải thiện và nâng cao. Các doanh nghiệp phát triển không chỉ góp phần thay đổi diện mạo của nền kinh tế địa phương mà còn mang đến cuộc sống ấm no và hạnh phúc cho xã hội. Là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực môi trường và trang trí tiểu cảnh biệt thự sân vườn, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Màu Xanh Việt vươn lên như một điểm sáng và trở thành thương hiệu luôn được khách hàng yêu mến. Màu Xanh Việt mang đến cho các gia đình những không gian sống thư thái, đẳng cấp và thượng lưu. Bên cạnh các sản phẩm tiểu cảnh sân vườn, biệt thự, Màu Xanh Việt đang cung cấp cho thị trường cây quý tùng đen, một loại cây quý luôn được săn đón, mang đến cho gia chủ sự hưng thịnh và đẳng cấp. Cây tùng đen hay còn có tên gọi khác là trà xương đen, tràng đen, cây có nguồn gốc xuất xứ từ Quảng Ninh, Việt Nam, Lĩnh Nam, Trung Quốc và Malaysia. Cây vốn là loại cây quý có giá trị kinh tế cao, mang nhiều ý nghĩa về phong thủy. Hiện nay cây còn lại số lượng không nhiều và sử dụng chủ yếu làm cây cảnh sân vườn, bonsai trang trí nội ngoại thất. Ngoài để trang trí, cây thường sử dụng để làm thuốc và ngâm rượu, mang lại giá trị về sức khỏe. Bởi lẽ đó, tùng đen chính là loại cây quý hiếm và đắt giá nhất, thường được trồng tại các khu biệt thự sang trọng với khuôn viên rộng và thoáng, càng làm tăng thêm vẻ đẹp quý phái thượng đỉnh cho loại cây quý hiếm này. Với mỗi một đơn vị doanh nghiệp, ngoài một bộ máy nhân sự tốt, những sản phẩm chất lượng và sự thấu hiểu đối với khách hàng, thì một trong những yếu tố không thể thiếu chính là yếu tố phong thủy. Và lý do vì sao công ty chúng tôi, công ty bất động sản Quả Hồng, lựa chọn cây tùng đen với những mong muốn mang lại những giá trị tinh thần to lớn và đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn Màu Xanh Việt là một trong những công ty cây xanh hàng đầu Quảng Ninh, tiên phong trong lĩnh vực thi công lắp đặt tiểu cảnh, cung cấp chậu cảnh và cây cảnh trong nhiều dự án trên khắp cả nước. Trong số đó, loại cây được công ty ưu tiên lên hàng đầu phải kể đến như cây tùng đen với số lượng hơn 100 cây. Đây chính là loại cây quý hiếm thuộc dòng thị, châm, thực vật rừng, nguồn gốc xuất xứ tại Quảng Ninh, Việt Nam, Lĩnh Nam, Trung Quốc và Malaysia. Cây có thân thuộc loại gỗ cứng, tuổi thọ rất cao, vỏ có màu đen và thuộc loại cây phát triển rất chậm, kích thước lá nhỏ như đầu đũa, màu xanh bóng đậm. Điều đặc biệt là lá cây tùng đen có tuổi thọ rất cao, có thể tồn tại trên cành từ 1 đến 2 năm. Hoa nhỏ màu trắng, sinh ra ở nách lá, quả non có màu xanh bóng đến khi chín chuyển sang màu đen. Cái đặc điểm của cây tùng đen là cây phong thủy, cây trấn trạch, được người Trung Quốc sử dụng khoảng 3 đến 500 năm nay rồi. Và đặc biệt cây tùng đen là một cây thân thẳng, dáng đẹp, có bộ rễ rất đặc trưng, rễ quái, và cây tùng đen là có hoa và quả rất tốt, rất đẹp, màu sắc là phù hợp với cái điều kiện khí hậu. Và đặc trưng nhất của cây tùng đen chính là nó chỉ có ở Quảng Ninh, và đặc điểm của cây tùng đen là không có trên thế giới. Cây tùng đen được người Trung Quốc, người Nhật và người Hàn Quốc rất là yêu thích. Những người hiệp hội những người chơi cây cảnh của trên khu vực Đông Nam Á, Châu Á và thế giới đều xác nhận rằng cây tùng đen là một cây đặc biệt nhất mà người ta đã sưu tầm được trong tự nhiên và chỉ có ở miền Đông Quảng Ninh. Hiện nay, dòng cây tùng đen, tràng đen này ở Việt Nam, số lượng cây còn lại chỉ còn số ít người dân đang trồng và chủ yếu mọi người chuyển sang chơi loại cây bonsai với kích cỡ lớn không còn nhiều. Từ lý do đó, hiện nay số lượng cây tùng đen ngay tại Quảng Ninh đã trở nên khan hiếm, nhất là đối với những cây kích thước lớn, hình dáng đẹp. Ngoài vẻ đẹp thẩm mỹ từ bên ngoài, theo quan niệm của người Trung Quốc, đây là loại cây phong thủy có tác dụng trừ tà, khử độc rất tốt. Cây tùng đen là loại cây có giá trị cao với mức giá dao động từ 40 cho tới 200 triệu đồng trên cây, tùy kích cỡ, tuổi đời, hình dáng cây, và đặc biệt phải là người thực sự am hiểu, đam mê mới có thể sở hữu được loại cây quý hiếm này. Công ty trách nhiệm hữu hạn Màu Xanh Việt, địa chỉ tổ 1 khu Nam Sơn 2, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh. Số điện thoại liên hệ 0984 932 599.